Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình, năm học 2021-2022 sẽ triển khai dạy học theo chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới với lớp 2 và lớp 6. Thời điểm này, ngành giáo dục Tiền Giang đã hoàn thành kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phê duyệt danh mục 32 sách giáo khoa lớp 2 của 8 môn học và hoạt động giáo dục. 40 sách giáo khoa lớp 6 của 12 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022. Để các địa phương lựa chọn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm soát chặt việc thực hiện và lấy ý kiến rộng rãi với các bản mẫu sách giáo khoa trước khi ban hành. Sau khi được tập huấn bồi dưỡng về sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6, theo nhiều giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở tại tỉnh Tiền Giang, ở bộ sách lớp 2 so với chương trình lớp 2 cũ, sách giáo khoa mới đa dạng, phong phú nội dung, cách trình bày đẹp về hình thức. Các kiến thức được trình bày trong sách giáo khoa cơ bản đã giúp phát huy được năng lực của học sinh, mang tính thực tiễn, trải nghiệm cho học sinh cao. Ở bộ sách lớp 6 so với sách giáo khoa lớp 6 cũ, sách mới đa dạng hơn về nội dung nhưng vẫn phù hợp, không làm khó học sinh và giáo viên. Các bản mẫu sách giáo khoa được bộ phê duyệt hội tụ yếu tố phát huy năng lực của học sinh, học kiến thức gắn liền với thực tiễn. Các ví dụ đưa ra đều có hình ảnh minh họa phù hợp, học sinh học xong kiến thức có thể trải nghiệm và thực hành. Để triển khai cái chương trình sách giáo khoa phổ thông mới lớp 2 và lớp 6 thì đặc biệt riêng ở tiểu học đó thì quy định cái chương trình sách giáo khoa mới thì phải dạy 2 buổi ngày. Thì từ năm học 2019-20 thì mình đã triển khai ở lớp 1. Thì năm nay tiếp tục sẽ triển khai ở lớp 2, do đó bắt buộc là đối với học sinh lớp 1, lớp 2 thì các trường phải bố trí một lớp, một phòng. Thì các trường sẽ sắp bố trí ưu tiên đối với lớp 1, lớp 2 để đảm bảo có thể triển khai dạy 2 buổi ngày. Và qua đó thì các huyện sẽ rà soát để tiếp tục xây dựng bổ sung để đảm bảo theo cái lộ trình để triển khai tiếp các cái lớp 3, lớp 4 và lớp 5. Để đảm bảo khi mà triển khai chương trình mới thì đảm bảo cái số phòng học theo quy định. Đặc biệt một trong những cái khâu quan trọng là cái khâu tổ chức cái bồi dưỡng giáo viên để chuẩn bị cái triển khai cái chương trình sách giáo khoa mới. Thì hiện nay toàn tỉnh đã hoàn thành cái việc bồi dưỡng đại trà cho giáo viên dạy từ lớp 1 đến lớp 12. Cái mô đun thứ nhất là mô đun về cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngoài ra thì ưu tiên để triển khai tiếp tục các mô đun 2, mô đun 3, mô đun 4, mô đun 5 và mô đun 9 thì theo cái kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo cho tất cả các giáo viên thực hiện chương trình sách giáo khoa mới. Và hiện nay thì theo cái tiến độ thì ngành đang triển khai đại trà để bồi dưỡng mô đun 2 cho tất cả các giáo viên về cái phương pháp giảng dạy, rồi mô đun 3, mô đun 4 về cái kiểm tra đánh giá dần dần để giáo viên có thể nắm bắt và triển khai tốt như chương trình. Dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh hiện đang nghiên cứu bản mẫu, tham mưu với hội đồng những ý kiến tối ưu để có lựa chọn tốt nhất. Việc lựa chọn sách giáo khoa ở các khối lớp của tỉnh Tiền Giang lấy học sinh làm trung tâm để có thể lựa chọn ra bộ sách khách quan và phù hợp nhất. Tinh thần của việc chọn sách giáo khoa là công khai, minh bạch, khách quan và mang tính kế thừa, tiếp nối nhằm chọn ra bộ sách giáo khoa tối ưu nhất để có thể giảng dạy. Và một trong những cái khâu quan trọng nhất đó là việc lựa chọn sách giáo khoa. Thì theo thông tư 25 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì việc lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2020-2021 thì phải thực hiện từ ở cơ sở. Vừa qua thì ngành giáo dục đào tạo đã phối hợp với các nhà xuất bản giáo dục để giới thiệu cái danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt cho đội ngũ cán bộ quản lý cũng như là hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của tỉnh. Hiện nay thì các trường đang tổ chức để đề xuất lựa chọn sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2021-2022. Đối với cái cơ sở giáo dục của mình. Và theo chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo thì trong thời gian từ 22 tháng 3 đến 28 tháng 3 thì các trường tiểu học sẽ phối hợp với các trường trung học cơ sở để giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 cho đối tượng là phụ huynh học sinh lớp 1 và lớp 5.
để chuẩn bị các em sẽ lên lớp 2 và lớp 6 cho năm học tới. Theo thông tư 25/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc lựa chọn sách giáo khoa sẽ hoàn thành trước khi khai giảng năm học khoảng 5 tháng. Điều này đồng nghĩa là các địa phương phải hoàn thành và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 4. Hiện tại, bên cạnh việc giảng dạy, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vẫn đang tăng tốc cho việc chọn sách giáo khoa để đảm bảo đúng lộ trình, chất lượng mà ngành giáo dục và đào tạo đã đề ra.